xin chào anh chị hôm nay tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị ba cách để chúng ta có thể thiết kế logo bằng ai ha thông thường á thì những doanh nghiệp lớn họ sẽ không sử dụng ai để họ thiết kế logo cho công ty bởi vì á logo nó không chỉ là một cái hình ảnh đơn thuần mà nó là biểu tượng cho công ty mang rất là nhiều ý nghĩa ví dụ như triết lý của công ty về mục tiêu về tầm nhìn về sứ mệnh rất là nhiều thứ về lĩnh vực kinh doanh chẳng hạn thì đa phần những công ty lớn họ sẽ không sử dụng. Tuy nhiên cũng có một số lĩnh vực mà chúng ta có thể sử dụng AI để chúng ta làm logo cho công ty, ví dụ như là những sản phẩm ngắn hạn này hoặc là những startup mà chúng ta chưa có nhiều kinh phí này, hoặc là những sản phẩm kiểu giống như là online, chúng ta có thể làm online chẳng hạn, hoặc là đơn giản chúng ta có thể làm những logo cho những channel của chúng ta, những kênh của chúng ta hoặc là những dạng mà có thể dành cho những bạn sinh viên mà thực tập để chúng ta có thể hình thành một cái công ty giả định để chúng ta làm những loại tiểu luận chẳng hạn thì đấy là những trường hợp chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ai để chúng ta làm những logo hết chị thì trong video hôm nay tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị ba cách để chúng ta có thể làm logo hết chị mình cũng sử dụng những cái cách này để mình tạo logo cho một số channel của mình chẳng hạn thì anh chị hãy xem thử nhé nếu như đây lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh mình thì mình xin giới thiệu ha mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là áp dụng vào thực tế của cuộc sống anh chị anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel của mình nhé nếu anh chị thấy hay thì anh chị cho mình một like và subscribe video nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào ba cách để thiết kế logo bằng AI ha cách đầu tiên rất là đơn giản đó là chúng ta sẽ sử dụng ngay chính trong ChatGPT nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái bản chat CPT Plus thì chúng ta mới có thể sử dụng được nhiều hình ảnh anh chị còn nếu không thì chúng ta chỉ có thể tạo một hai hình ảnh thì nó đã ngừng rồi và chúng ta sẽ bị gián đoạn ha khi mà chúng ta sử dụng cái bản chat CPT Plus anh chị sẽ vào phần Explore CPT ha và chúng ta sẽ search ở đây một từ khóa là logo thì ở đây á, anh chị sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái CPT đã tạo ra để thiết kế logo thì chúng ta sẽ xem thử nè cái icon đầu tiên á, là phần logo này nó có 100.000 người sử dụng này thứ hai là logo creator thì có 3 triệu người này hoặc là những này thì có 700 ngàn người này anh chị có thể sử dụng thử ha còn với mình thì thông thường mình sẽ sử dụng những GPT nào mà có nhiều lượt sử dụng nhất ha ví dụ mình chọn logo creator mình nhấp vào đây và mình bấm vào start chat ha thì ở đây á nó sẽ hiển thị ra một cái khung như thế này thực tế từ đây nó cũng là một cái khung của chat GPT thôi nhưng mà họ đã tối ưu hóa họ đã sử dụng những cái câu lệnh ở trong đây để tối ưu cho cái việc thiết kế logo ha và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử ha Ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái channel là AI Creator đi Mình sẽ làm một cái logo và cái tên channel của mình là AI Creator ha Thì mình sẽ yêu cầu ChatGPT như thế này Mình sẽ yêu cầu đó là thiết kế một cái logo về AI Creator cho lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo Logo thì mình cần đơn giản, màu sắc đơn giản thôi, phong chữ sang trọng và tối giản ha Thì nó sẽ yêu cầu cho mình làm một vài câu hỏi nữa để nó hiểu rõ hơn Ví dụ như thế này, Ví dụ như nó hỏi mình là mức độ phức tạp Mình muốn từ bộ tới 10 bao nhiêu rồi rất là nhiều thứ ha Thì có vẻ là nó sẽ hỏi khá là nhiều Nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể tùy theo những câu hỏi này anh chị sẽ trả lời nó Ví dụ như anh chị thích màu logo màu gì, màu cam, màu xanh, màu xám gì đấy Còn mình thì mình sẽ thường là mình sẽ yêu cầu nó là tự tạo ra tự suy nghĩ ra và nó sẽ tạo ra cho mình chứ mình thì mình cũng không có biết như thế nào là hợp lý và thế nào là đẹp nữa thì mình sẽ yêu cầu nó là hãy tạo cho mình rồi sau đó mình sẽ chọn ha đấy anh chị khi mà mình yêu cầu như thế này thì nó sẽ không có hỏi mình gì nữa ha và nó sẽ bắt đầu nó tạo những cái hình ảnh cho mình ha còn nếu như chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể trả lời những câu hỏi này để nó hiểu rõ hơn về chúng ta chẳng hạn đấy là một cái logo về AI Reader ha anh chị đây là cái hình ảnh về cái chip vi mạch đó nhìn cũng khá là đẹp ha anh chị Bây giờ giả sử như khi mà chúng ta sử dụng như thế này á, chúng ta chưa có đồng ý á, hoặc là chúng ta thấy nó còn chưa đẹp lắm á thì anh chị có thể yêu cầu nó thêm. Ví dụ như mình sẽ yêu cầu nó như thế này. Mình muốn cái chữ AI creator này á nó nổi bật hơn, nó lớn hơn chẳng hạn thì bắt đầu bên ChatGPT này á nó sẽ suy nghĩ và bắt đầu nó tạo lại cho mình ha. Đây, một cái logo như thế này. Cái này nó đã khá là ổn hơn so với cái đầu tiên á nhìn vào thì mình đã thấy được cái tên rồi mình đã lớn ha tuy nhiên cái chữ AI nó nằm ở trong cái khung đó thì nó cũng còn hơi mờ nhạt ha thì mình sẽ yêu cầu tiếp ví dụ như thế này khi mà anh chị sử dụng trong chat CPT á, thì chúng ta cần gì thì chúng ta cứ nói thôi bởi vì chat CPT nó có thể hiểu được chúng ta đừng có bị bó buộc vào bất kỳ cái mẫu rung nào hết bởi vì mẫu á là một cái mẫu để chúng ta có thể hình dung ra chúng ta cần như thế nào thôi còn khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta cần gì thì chúng ta sẽ hỏi tiếp anh chị ở đây ví dụ như thế này, nó đã tạo ra cho mình cái chữ AI Reactor ha. Cũng khá là đẹp anh chị. Và mình có thể sử dụng cái này và mình có thể điều chỉnh bằng Photoshop một tí. Mình sẽ kéo những cái thành phần không phải cái chữ AI á, nó không nằm trong chữ AI. Mình sẽ kéo nó tối xuống một tí để mà cái chữ AI á, nó sáng lên. Thì mình nhìn vào mình sẽ thấy được rõ ngay lập tức cái chữ AI và cái chữ Reactor ha. Đây cũng là một cái idea khá là đẹp ha. Cách thứ hai á, để mà chúng ta có thể sử dụng á, đó là anh chị sử dụng bằng công cụ Ideogram ha thì ideogram là một công cụ cũng khá là hay hết anh chị ideogram có thể cho chúng ta tạo hình ảnh kèm với văn bản cực kỳ tốt ha nếu bây giờ chúng ta xét về ai tạo hình ảnh mà kèm văn bản thì hiện tại á, là một trong những ai mà tạo hình ảnh kèm văn bản tốt nhất hiện tại anh chị bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng này để mà tạo ra những cái logo cho chúng ta để sử dụng ideogram thì anh chị cũng hết sức là đơn giản chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản miễn phí vào ideogram ai đã thôi và chúng ta sẽ bắt đầu viết những câu prompt ở đây thì để viết con room ấy, thì chúng mình sẽ qua bên chat CPT mình sẽ yêu cầu nó viết con rum cho mình ha ví dụ như thế này mình sẽ yêu cầu nó là viết một con rung tiếng Anh để mình có thể thiết kế một logo thật là đơn giản sang trọng cho lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo thêm và làm nổi bật cái từ AI creator trong cái logo này thì nó đã viết cho mình một cái logo giống như thế này mình sẽ yêu cầu nó thêm một hai cái idea nữa chẳng hạn ví dụ như mình sẽ yêu cầu thêm là thêm hai idea nữa đi Ok anh chị, bắt đầu chúng ta đã có tổng cộng là 3 idea ha. Và mình sẽ bắt đầu copy vào trong Ideogram ha để mình tạo thử ha. Bây giờ mình sẽ copy vào đây. Anh chị ở trên này á chúng ta sẽ có các một là message room. Thì ở đây chúng ta có thể để auto on hoặc off. Thì message room này á có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đưa một cái đoạn room vào đây á, nó có thể biến đổi cái đoạn room đầu vào của chúng ta thành những cái nội dung mà nó phong phú hơn và nó đa dạng hơn để mà nó có thể viết cái đoạn room này nó chi tiết hơn ha để mà chúng ta có thể tạo hình ảnh đẹp hơn thì thông thường mình sẽ để on còn nếu như anh chị thấy mà hình ảnh nó bị biến dạng quá so với cái câu room ban đầu của chúng ta thì anh chị hãy tắt nó đi ha còn mình thì mình thường thì mình sẽ để on hoặc là auto tỷ lệ đây mình sẽ chọn là một một ha còn các phần khác nếu mà chúng ta sử dụng bản miễn phí thì chúng ta cũng không có điều chỉnh được gì hết á và sau đó chúng ta bấm vào generate right ha trong ram này mỗi ngày nó sẽ cho anh chị là 10 reddit anh chị có thể thấy ha 10 trên 10 reddit ha và khi mà chúng ta sử dụng một lần như thế này á thì nó sẽ trừ chúng ta hai reddit cứ hai reddit nó sẽ tạo cho chúng ta được bốn hình ảnh ha có nghĩa là trong một ngày chúng ta sẽ tạo được năm lượt rum ha và khi mà tạo một lượt rum này rồi á thì chúng ta cũng sẽ chờ để mà nhận được kết quả đây anh chị nó đã ra kết quả cho chúng ta rồi ha ở đây mình đã có bốn hình ảnh rồi đây mình sẽ mở ra cho anh chị xem nhé hình ảnh đầu tiên nhìn cũng khá đẹp nhưng mà nó nhìn nó giống phần mà về hóa học hơn cái này cũng khá là đẹp ha nhưng mà Nhìn thì có vẻ hơi giống với lại bệnh viện quá. Cái logo này cũng khá là đẹp. Đây là logo mà mình thấy ưng ý nhất nè anh chị. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy ưng ý nữa thì chúng ta sẽ chạy một số room khác ha, ví dụ như room này. Hồi nãy mình đã nhờ bên ChatGPT á, mình sẽ bắt đầu viết lại một cái room khác và mình generate ha. Khi mà chúng ta generate trong đây á thì anh chị sẽ thấy nè, nó quay 59 58 giây nè thấy chưa? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng bản miễn phí á thì giữa hai lần chúng ta gửi phần room á thì nó sẽ có thời gian chờ hả anh chị có thể là chờ lâu hoặc là chờ nhanh vậy đấy tùy thuộc vào thời gian mà hệ thống nó đang hoạt động ha bởi vì luôn luôn cái AI sẽ ưu tiên cho người dùng trả phí trước nha anh chị ở đây nó đã có rồi đây ở đây chúng ta sẽ xem thử bốn cái logo này đây logo này có vẻ là giống phần nhạc quá nha đây logo này cũng khá là đẹp anh chị chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái logo này nhé đây là một cách nữa để chúng ta có thể tạo logo hết anh chị Adoram là một trong những công cụ khá là hay để chúng ta có thể tạo logo ha công cụ thứ ba mà mình giới thiệu trong ngày hôm nay đó là một công cụ chuyên về thiết kế logo luôn thì nó có tên là logoai.com anh chị đây là một công cụ mà khi mà chúng ta sử dụng chúng ta hoàn toàn có thể tạo logo theo ý chúng ta muốn thì khi mình đăng nhập một tài khoản vào đây anh chị sẽ bấm vào let's make a logo ha chúng ta sẽ bấm vào Star ha và chúng ta sẽ điền tên của công ty chúng ta ví dụ như mình ở đây là mình chọn là ai creator đúng không và mình bấm vào continue ha nó sẽ hỏi chúng ta là logo này thuộc về cái lĩnh vực gì nếu mà anh chị chưa biết lĩnh vực gì thì chị có thể skip còn nếu không thì chúng ta sẽ chọn đúng với lĩnh vực của chúng ta thì nó sẽ tạo ra sát với lĩnh vực chúng ta hơn ha rồi đây nó sẽ hỏi chúng ta là mong mà muốn màu sắc nó như thế nào ví dụ như đây mình muốn cái màu ấm này tiếp tục nó sẽ hỏi là những cái hình ảnh này theo dạng là hiện đại hay là tương lai hay là như thế nào đó cái phong chữ ấy thì anh chị có thể chọn ha ví dụ như mình sẽ chọn cái phong là hiện đại nè và bấm vào generate thì nó bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái logo cho chúng ta ha anh chị. Đây nó tạo ra rất là nhiều ha, tạo rất là nhiều để cho chúng ta có thể lựa chọn ha anh chị. Ví dụ như mình chọn cái logo này chẳng hạn. Đây, mình sẽ nhấp vào logo này. Anh chị có thể chỉnh sửa nhé khi mà chúng ta đã tạo logo rồi thì chúng ta có thể chỉnh sửa, ví dụ như anh chị có thể nhấp vào phần edit này. Đó, và chúng ta có thể click vào cái phần nào ở trong cái logo này chúng ta muốn chỉnh sửa ha. Ở trên đây là các phần mà về layout hoặc là về phong hoặc về màu sắc về ký tự gì đấy thì chúng ta đều có thể chỉnh sửa hết ha ví dụ như đầu tiên á là cái phần mà về ký tự đi cái logo này nó giống với lại logo của chatgpt chẳng hạn mình có thể mình không thích cái logo đó thì mình có thể điều chỉnh thành cái logo này chẳng hạn hoặc là một số cái logo khác chẳng hạn đấy anh chị có thể thấy ha nó rất là nhiều ha ở đây nó cũng có thể tạo logo bằng cách là ai generate ha anh chị bằng cách là nhấp vào cái ai generate này nè chúng ta có thể tạo những phiên bản khác của cái logo có sẵn nè hoặc là anh chị có thể nhập test ha và nó sẽ tạo ra logo cho chúng ta ha rất là hay ha anh chị phần layout thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh ví dụ như chúng ta muốn cái hình ở đây hoặc là cái hình và cái chữ nó đều nằm phía chẳng hạn đấy hoặc là những cái kiểu giống như thế này đó nếu như mình thì mình sẽ thích những cái kiểu giống như thế này phong anh chị cũng có thể điều chỉnh được ví dụ như phong này thì nó có vẻ là nó còn hơi tròn quá thì chẳng hạn thì anh chị có thể điều chỉnh lại cho nó đậm hơn hoặc là theo theo cái phong cách nào anh chị muốn á nó có thể có sử dụng được thì nó đều có thể điều chỉnh được hết ha. Về màu sắc thì cũng có thể điều chỉnh được. Tất cả mọi thứ ở trong đây chúng ta đều có thể điều chỉnh được hết ha anh chị. Đây anh chị có thể thấy ha. Rất đẹp ha. Một công cụ mà chúng ta có thể sử dụng được. Rồi bây giờ nếu như khi mà chúng ta đã tạo ra xong hết như thế này thì chúng ta download về như thế nào? Ở đây anh chị sẽ bấm vào review nè, chúng ta sẽ thấy là cái logo này á nó có rất là nhiều cái watermark ở dưới này anh chị thấy không? Logo ai logo ai logo ai nè có rất là nhiều cái Watermark nó nằm ở đây thì để mà sử dụng thì chúng ta cần phải mua nha anh chị bởi vì trong đây á nó sẽ cho chúng ta tạo miễn phí nhưng mà không cho chúng ta download miễn phí tức là chúng ta có thể tạo ra chúng ta có thể tùy chỉnh bất kỳ cái gì đấy theo như chúng ta muốn nhưng mà anh chị muốn download về thì anh chị cần phải mua gói của nó mới được thì trong đây cái gói rẻ nhất là 29 đô và gói cao nhất là 99 đô thì với cái gói 29 đô nè anh chị có thể sử dụng những cái phần như thế này tạo thành cái logo png tức là logo mà không có nền đấy và những cái file khác ví dụ như thế này còn anh chị mà muốn cái logo mà nó có thành cái file vector để chúng ta có thể in ra kích thước lớn hoặc là sau này chúng ta có thể điều chỉnh nữa đó thì anh chị cần phải có cái gói lớn ha và mình có một cái voucher anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình á khi mà anh chị nhập cái voucher này thì anh chị sẽ được giảm 30% khi mà chúng ta mua bất kỳ gói nào đó, anh chị nếu mà anh chị quan tâm á, thì anh chị có thể chọn các gói này và chúng ta nhập vào đây nè cái voucher trong đây ha chỉ cần nhập cái voucher mà hiển thị trên màn hình á, thì anh chị sẽ được giảm 30 phần trăm nha anh chị ví dụ như thế này đang 59 đô đúng không chỉ cần nhập voucher này thì chúng ta sẽ giảm được 30 phần trăm nó chỉ còn 41 đô chẳng hạn còn nếu anh chị mua cái gói bắt xít thì nó sẽ giảm xuống và nó sẽ còn 20 đô đấy đây cũng là một lựa chọn để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian chúng ta làm được logo anh chị ok anh chị đó là ba công cụ ai để chúng ta có thể thiết kế logo dành cho công ty chúng ta hoặc là dành cho những sản phẩm những startup nhỏ hoặc là những cái lĩnh vực những kênh chúng ta để chúng ta có thể tạo ra được những cái logo rất là nhanh chóng ha có những công cụ thì sẽ miễn phí có những công cụ thì sẽ trả phí ha anh chị tùy vào cái mức độ sử dụng chúng ta như thế nào mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta sử dụng ha rất hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh chị và nếu anh chị thấy video này hay cho mình một like một subscribe video này nhé rất cảm ơn anh chị còn nếu mà anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về ai để mà làm các video anh chị không cần phải chờ những cái video hướng dẫn của mình thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình ở dưới ha trong khóa e-learning này thì mình hướng dẫn rất là chi tiết về cách tư duy về AI chúng ta có thể sử dụng công cụ AI này chúng ta làm được các sản phẩm như thế nào ha và mình cũng có hỗ trợ cho anh chị học viên khi mà anh chị làm mà anh chị gặp thắc mắc ha thì nếu mà anh chị quan tâm anh chị có thể xem đường link ở dưới nha rất là cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần sau trên channel người công sở bye bye anh chị